Một thượng nghị sĩ đối lập ở Campuchia có thể lãnh án 17 năm tù với các cáo buộc về tội phản quốc vì phản đối thỏa thuận biên giới năm 79 giữa Phnom Penh với Hà Nội. Thượng nghị sĩ Hong Sok Hoa thuộc đảng Samrinsi hôm 16 tháng 8 bị truy tố về 3 tội danh bao gồm xuyên tạc văn kiện công, dùng văn kiện giả và kích động rối loạn. Ông Hoa bị bắt hôm thứ Bảy sau 2 ngày trốn tránh cảnh sát truy nã vì bị Thủ tướng Hun Sen cáo buộc là đăng lên Facebook các bình luận sai sự thật, chỉ trích chính phủ Phnom Penh nhượng đất cho Hà Nội và rằng việc làm của ông Hoa có thể kích động các cuộc nổi dậy chống Việt Nam, gây ra chiến tranh với Việt Nam. Ông Hoa nói ông không tự viết các bình luận đó mà chỉ tải về từ một trang web lên Facebook cá nhân. Phe đối lập đang nhắm vào các quyền lợi chính trị từ việc tố cáo Việt Nam lấn đất Campuchia, một đề tài chính trị nhạy cảm làm leo thang căng thẳng tại đường biên giới hai nước. VOA Việt ngữ đã nỗ lực nhiều lần liên lạc với Tòa đại sứ Việt Nam ở Phnom Penh để ghi nhận bình luận, nhưng bất thành.